Với nhiều thập kỷ xây dựng trưởng thành, bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Lương khóa 24 tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức với ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và tình hình suy thoái kinh tế thế giới gây tác động không nhỏ tới sự phục hồi kinh tế trong nước, kinh tế trong tỉnh và mọi mặt phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong bối cảnh đó, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng tinh thần sáu giám từ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã tạo nền tảng vững chắc, mở ra giai đoạn mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quyết tâm hiện thực hóa nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nhiệm kỳ. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự phấn đấu, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Phú Lương đã thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo ổn định phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 10 trên 10 chỉ tiêu phát triển chủ yếu đều đạt và vượt tiến độ thực hiện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Về lĩnh vực kinh tế, với việc thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế nên trong nửa nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã tăng bình quân 11,29%, vượt 0,69% so với chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương tăng bình quân hàng năm đạt 9,38%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu của nghị quyết. Cụ thể, nếu như năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện chỉ đạt trên 580 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương chỉ đạt trên 475 tỷ đồng, thì dự ước năm 2023 sẽ đạt lần lượt là 820 tỷ đồng và trên 620 tỷ đồng, gấp khoảng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, nhằm phát huy tiềm năng, tận dụng tài nguyên đất, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huyện Phú Lương đang triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Yên Lạc diện tích 25,6 ha và mời gọi nhà đầu tư quan tâm thành lập cụm công nghiệp Yên Ninh diện tích 28 ha, đồng thời bổ sung đưa vào quy hoạch 3 cụm công nghiệp mới. Trong sản xuất nông lâm nghiệp theo quy hoạch tỉnh, huyện Phú Lương được xác định là huyện nông nghiệp với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, organic, qua đó tạo trụ đỡ bền vững trong phát triển kinh tế địa phương. Để cụ thể hóa định hướng này, huyện đã triển khai các chương trình dự án phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất. Giai đoạn 2020-2023, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản bình quân hàng năm trên địa bàn đạt 4,05%, vượt 0,55% so với mục tiêu nghị quyết. Dự ước giá trị thực hiện năm 2023 đạt 1.368 tỷ đồng. Cơ cấu sản xuất nội ngành thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tăng tỷ trọng đóng góp của sản xuất, chế biến chè và chăn nuôi tập trung, đồng thời chuyển dịch tích cực so với năm 2019. Công tác trồng mới, trồng lại chè bình quân hàng năm đạt trên 100 ha, tổng diện tích chè hiện trên 4.100 ha, sản lượng bình quân đạt trên 45.200 tấn một năm, doanh thu bình quân ước đạt từ 310 đến 330 triệu đồng một ha, giá trị sản xuất chè đạt trên 1.265 tỷ đồng, đóng góp 35% vào giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của địa phương. Trước kia ấy 100.000 đồng thôi, thế nhưng bây giờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào, thế và chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng hữu cơ, đấy. Thì chúng tôi bán cái hộp trà này đấy, đang như trên thị trường là chúng tôi được bán là 400.000 đồng. Thế mà bây giờ là bà con là rất là phấn khởi. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đến năm 2023 ước đạt 117 triệu đồng, vượt 10 triệu đồng 1 ha so với chỉ tiêu nghị quyết. Chăn nuôi được đầu tư phát triển theo hướng trang trại quy mô lớn gắn với bảo vệ môi trường, dần thay thế chăn nuôi nhỏ lẻ lạc hậu. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng bình quân 5,26%. Quy mô chăn nuôi trang trại tập trung đến hết năm 2023 chiếm 48,2%, bằng 83,1% so với chỉ tiêu nghị quyết. Chương trình nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật, khu vực nông thôn đổi thay từng ngày.
nếu như năm 2020 toàn huyện có 10 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì dự kiến đến hết năm 2023, 13 trên 13 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu lên 3 trên 13 xã. Xã Thức Chanh cũng với cái quyết tâm chính trị cao thì cũng sẽ triển khai tổ chức thực hiện các cái nội dung để xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Thế và trong đó thì các cái đề án như đề án 06 cũng được xã nỗ lực thực hiện. Rồi thì các cái chương trình như là phiên chợ không tiền mặt thì cũng đã được triển khai. Xã cũng xác định là thực hiện thành công cái mô hình thì vào năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cũng được huyện xác định là trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Đến nay toàn huyện có 16 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao trở lên. Những sản phẩm mang đậm bản sắc và có tính chất đặc thù của địa phương như nếp vải, bánh chưng, trà, mật ong. Hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ trên địa bàn ngày càng phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6 năm 2023 đạt gần 6.800 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 11,7%. Hoạt động thương mại điện tử được đẩy mạnh. Thu cân đối ngân sách loại trừ thu tiền sử dụng đất và các yếu tố đột biến hàng năm tăng bình quân 10,3%, vượt 0,3% so với chỉ tiêu nghị quyết. Công tác chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát sinh trên địa bàn. Tiến độ xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa xóm đảm bảo kế hoạch. Huyện đã thực hiện 30 đồ án quy hoạch chung các xã, thị trấn, quy hoạch các khu chức năng, khu điểm dân cư, khu đô thị và đang triển khai đề án xây dựng thị trấn Đù đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Về văn hóa xã hội, công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng dần qua các năm. Nếu như đầu nhiệm kỳ chỉ đạt 83%, thì đến hết năm 2022 đã đạt 90,56%. Dự kiến đến hết năm 2023, toàn huyện có 49 trên 53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92,5%. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch vệ sinh tăng 1,66% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 1,19%, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,59%. Công tác quốc phòng an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công an chất lượng ngày càng được nâng lên. Chỉ tiêu quân nhân nhập ngũ hàng năm đều đạt kế hoạch. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững mạnh rộng khắp. Địa phương đã hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, hội thi doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp năm 2022 và phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 của tỉnh diễn ra trên địa bàn. Với việc chính quy hóa lực lượng công an cấp xã và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp của toàn lực lượng công an, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Phú Lương tiếp tục được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng. Nhiều chỉ tiêu của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 hoàn thành trước thời hạn. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, ngày càng đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công liên tục đứng trong top đầu các huyện, thành phố. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, trở thành phong trào thi đua rộng khắp mang nhiều ý nghĩa thiết thực, cụ thể đối với từng tổ chức cá nhân. Đến nay, kết quả chuyển biến tích cực trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý là đã hoàn thành số hóa khu di tích lịch sử quốc gia Đền Đùm và cập nhật địa chỉ số trên nền tảng bản đồ số cho hơn 27.000 hộ trên địa bàn. Các sản phẩm nông nghiệp được quảng bá và đổi mới phương thức mua bán trên các nền tảng số. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, tạo tiện ích lớn.
qua cái nền tảng số, thế rồi là qua những cái ứng dụng của cái những smartphone, của cái điện thoại thông minh, thì bà con cũng cập nhật được các thông tin của thị trường, đặc biệt là thị trường chè, và cũng giới thiệu những cái sản phẩm chè của mình ra thị trường trong và ngoài nước. Đảng bộ huyện Phú Lương hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5.870 đảng viên. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 2 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các hội nghị làm việc, các cuộc giao ban với các ngành địa phương. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp mới được 460 đảng viên, đã thành lập mới một chi bộ doanh nghiệp tư nhân trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tỷ lệ cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt 82% tổng số đảng viên toàn huyện. Qua đánh giá phân loại hàng năm, đảng bộ có 96,9% tổ chức cơ sở đảng và 93,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đáng chú ý, việc thực hiện chủ trương của đảng về bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Phú Lương tiếp tục tiếp nhận nhiều cán bộ của tỉnh được luân chuyển giữ chức vụ chủ chốt tại địa phương. Với truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, cùng năng lực và sự chủ động linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của cá nhân các cán bộ được luân chuyển, Đảng bộ huyện Phú Lương tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ. Đến nay, một số đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ ngày càng trưởng thành và được tỉnh tiếp tục điều động giữ các chức vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ngày càng quan tâm chú trọng. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Có thể khẳng định sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Lương đã đạt được những kết quả quan trọng. Với 10 trên 10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ thực hiện, kết quả trên đã khẳng định sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời tạo lực mới để huyện Phú Lương tiếp tục phát triển. Quyết tâm là năm 2024 thì huyện Phú Lương sẽ đạt huyện nông thôn mới. Đây cũng thể hiện cái sự quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. Thì huyện cũng xây dựng đề án và tập trung chỉ đạo nâng cấp hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng đô thị thị trấn Đu để cuối nhiệm kỳ đạt tiêu chí đô thị loại 4. Thời cơ vận hội mới đang đến, với truyền thống cách mạng được vun đắp qua nhiều thế hệ, cùng tinh thần đoàn kết đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương đang nỗ lực vươn tầm để trở thành điểm đến hấp dẫn trong công cuộc đổi mới, hội nhập và đóng góp tích cực quan trọng vào sự phát triển của mảnh đất Thái Nguyên.